Rồi. đây chào đại chúng mời đại chúng mình à, nghe ba tiếng chuông rồi chúng ta sẽ bắt đầu Quý vị uh, vô tắt tiế cái tiếng dùm thầy, microphone dùm thầy. Dạ, yeah. nó, nó, nó cứ nhảy linh tinh lên. <laughs> Làm phân tán lực lượng. <laughs> Rồi đây chúng uh, trở về với hơi thở. Buông thư hết mọi thứ trong đầu của mình. Chỉ thở thôi. thở vào biết mình đang thở vào thở ra biết đang thở ra Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 1 năm 2021. Và chúng ta đang ở tại Phật học đường Kim Cương. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp khoa học thiền học khai quốc. Và chúng ta đã dần bước sang thế kỷ thứ 11. Hôm trước chúng ta đã đang ở thế kỷ cuối thế kỷ thứ 10. Và chúng ta biết trong cái tình hình đất nước hiện nay, sau năm 938, ngô quyền đã chiến thắng à, quân Nam Hán và đất nước Việt Nam đang mở ra một cái thời kỳ độc lập. Do vì chính chính quyền đô hộ bên Trung Hoa thời bây giờ, nó cũng đang chuyển sang cái tình trạng vô cùng là rối rắm. Như vậy cho nên các vô quan của Việt Nam cũng tranh thủ cái cơ hội này để gây dừng lại cái nền độc lập dưới sự hỗ trợ của các vị thiện sư và các vị nhân sĩ yêu nước thì thầy bây giờ chúng ta thấy trong những cái tình trạng bế tắc nó chủ yếu là do vấn đề tranh giành quyền lực giữa người Việt Nam và người Việt Nam cái thời Ngô tức là Ngô Quyền cũng vậy rồi rồi em vợ của Ngô Quyền giành lộn thế này thế kia rồi các con vân vân rồi 12 sư quân nổi loạn rồi đinh đinh bộ lĩnh tức là đinh tiên hoàng đinh tiên hoàng mới đứng lên dẹp loạn lập ra nhà đinh và chúng ta biết rằng à, các vị thiền sư luôn đóng một cái vai trò sát cánh với các vị vua và sau nhà đinh thì chúng ta thấy là nhà lê hả lê hoàng và lê hoàng lên ngôi cũng không bao lâu rồi các con 10 người, 10 người con loạn lạc cũng tranh giành quyền lực lẫn nhau. Cho tới uh, ông phải lập một người con thứ lên làm vua nhưng mà lên vua được mấy ngày rồi cũng bị giết. Và Lê Trung Hưng đã bị giết và Lê Long Đỉnh tức là cái người cuối cùng gọi là Lê Ngoại Triều và dĩ nhiên là cái chế độ vô cùng tàn nhẫn và đồng, đặc biệt là cái thời cuối cái thế kỷ thứ 9 à, cuối thế kỷ thứ 10 đó, thì nhà Lê đó tức là tiền Lê đó dưới cái sự cai trị của Lê Lê Long Đỉnh vô cùng là hạ khắc chính người Việt của mình và ông cũng không có ngần ngại là hủy hoại văn hóa Việt Nam ông cho tất cả các quan vua của mình mặc theo cái triều phục của người người tống tức là bắt chước y chang lệ tống trung quốc làm cái gì thì mình làm cái đó made in china họ sản xuất cái gì thì mình xài hàng trung quốc thôi không có thích xài hàng quốc nội thành thử cho nên cái cái sự rối rắm nó càng thêm rối rắm do vậy cho nên là do vậy cho nên là cái cái các vị thiền sư quý vị còn nhớ trong cái dòng thiền uh, Tỳ Ni Đa Lu Chi ngày định không mất năm nào năm 808 và tới cái thời kỳ bây giờ là là 990 mấy gần gần tới năm 1000 có nghĩa là 200 năm gần 200 năm vì vị thấy ngài định không ngài dùng cái 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 phương pháp gọi là gọi là, là tuyên truyền gọi là sấm giảng đưa ra cái lời tiên tri rằng là đất nước Việt Nam sẽ xuất hiện một vị vua và vị vua đó thuộc nhà Lý trong cái quá trình mà ông làm chùa Quỳnh Lâm quý vị còn nhớ mà phải không ông đào lên lấy được thấy được ba cái mười mười mấy cái khánh đó. 11 cái khánh khánh tức là cái cái chuông nhỏ nhỏ Lên can lên keng cái này rồi đem xuống nước rửa do vậy cho nên là 10 cái nó chạy mất thập tức là 10 10 cái trôi xuống nước vậy cho nên ông ghép chửi lại trở thành làng cổ pháp tức là ông đoán rằng là sẽ có một người một dòng họ tên là họ Lý xuất hiện ở cái làng cổ Pháp. Và cái tư tưởng đó đã được gây dựng từ cái thời ngày định không, tức là năm đầu thế kỷ thứ 9. Rồi suốt một cái thế kỷ thứ 9, rồi tới ngày La Quý. La Quý cũng vậy. Ở tại cái làng cổ Pháp đó, tức là cái làng... À, à, cái làng mà nơi 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 các vị thiền sư gây dựng cái, cái cái bài kệ tiên truyền truyền và ngài la quý đúc một cái pho tượng lục tổ tượng lục tổ bằng vàng và ngài cũng chôn giấu ở đó rồi ngài cũng phải dùng những cái uh, chiêu thuật và ngài giải trừ những cái cái uh, ếm đói uh, long mạch của các vị uh, à, giống như cao Biền trồng một cây gạo trước sân chùa và mãi cho tới lúc Ngài vạn hạnh tức là ngày vạn hạnh là xuất sinh ra trong cái giai đoạn này Ngài vạn hạnh sinh năm nào chúng ta chưa biết à, nhưng mà chắc chắn theo sự khảo cứu thì ngày sinh ra khoảng những năm những năm là uh, 900 um, 900 930 40 tức là đầu thế kỷ thứ mười thì ngài tiếp tục cái dòng dòng thiền à, sự phát triển của thiền phái tiền Nida Chi và chính ngài là cái người à, cái người vô cùng là quan trọng một nhân tố vô cùng quan trọng đưa mở ra cái thời kỳ hưng thịnh cho đất nước Việt Nam thời Đại Việt nước nước Đại Việt thời bây giờ tức là à, ngài đưa cái à, đưa nhà lý lên ngôi đầu thế kỷ thứ thứ 11 năm mấy nhớ không ừ. nhà lý lên ngôi năm mấy nhắc dùm thầy sẽ quên mất ừ. một 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 ngàn không trăm một không trăm mười phải không Yes. Yes, no, maybe so. <laughs> Và cái công việc đầu tiên là chúng ta biết rằng à, uh, Lý Công Uẩn, tức là Lý Thái Tổ, có một cái mối quan hệ rất là chặt chẽ giữa hai truyền thống. Tức là thầy bây giờ có thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi là một, tức là thiền sư Vạn Hạnh thuộc phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Và chúng ta biết cái đặc biệt của phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi là cái gì rồi? và đồng thời lý thái tổ tức là là lý công dưỡng cũng được sự giáo dục của bên phái à, à, phái à, vô ngôn thông. Bên phái Thiền phái vô ngôn thông á, thì họ thiên về vấn đề rất là 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 là, là văn chương hàng lâm. Tức là cái mức độ học hỏi của họ nó nó khác, cái phong cách của họ nó khác. Còn bên phái Tineri chi quý vị thấy là đi sâu vào quần chúng đó là cái sự khác biệt quần chúng hóa có nghĩa là sao dân đại Việt chúng ta thì bây giờ đâu có giỏi đâu có giỏi về kiến thức không có giỏi do vậy cho nên các ngài luôn dùng những cái phương pháp dân gian nhất giống như là là uh, bói toán thờ thần lời sấm giảng vân vân tất cả những cái hình thức đó được đưa vào từ hình thức nhân gian được đưa vào trong tu viện như là một công cụ để mà 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 mà, mà mà vận động lòng tin của quần chúng. Quy tuy vậy tuy như vậy nhưng mà các ngài đều giữ một cái phong độ vô cùng là đẳng cấp chứ không phải là các vị cứ nhờ cái sự à, hình thức dân gian giống như là sắm giảng hay là à, hay là coi bói, coi à, kinh dịch, hay gieo quẻ rồi đưa người ta đi lạc mất. Bằng chứng là cái chi là đọc vào tác phẩm Thiền Nguyễn Tập Anh các cái à, các cái bài kệ thì tịch tức là những cái bài thơ trước khi các ngài chết đó, ngày qua đời đó để lại cái tông chỉ khẳng định cái tông môn của thiền phái vô cùng là đậm nét mà nó không có một cái chút gì à, à, thế tục hóa tức là không có bị những cái hiện tượng thế tục nó 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 che lấp thì chúng ta sẽ khảo sát điều này trong một vài bài kệ và có như là chúng ta biết một vài cái điều uh, lưu ý một vài cái bài điều lưu ý đối với uh, đối với các vị vua và các vị thiền sư nó có những cái mối quan hệ điều lưu ý thứ nhất là quý vị thấy là các cái các cái vị vua lãnh đạo thì bây giờ gắn liền với các vị vua Ở với với các vị thiền sư quý vị nhớ là là là, là, là các vị các vị uh, vua đó, lãnh đạo đất nước đó luôn hỏi hang về những cái vận mạng nước quốc gia như thế nào trong cái trường hợp mà mà lê đại hành hỏi thiền sư pháp thuận quý vị còn nhớ bà kể đó là phải không vận nước thì thiền sư pháp thuận thuộc phái thiền phái từ uh, thiền phái vô ngôn thông cho ra một cái cái thấy rất là quan trọng đó là cái gì lãnh một vị lãnh đạo quốc gia là phó cái đạo đức và các thực sự, sự cái tài năng tức là có trí tuệ và cái chuyện mà gây dựng uh, nuôi dưỡng một con người có đạo đức và có tài năng có trí tuệ hẳn hoi thì đạo phật chúng tôi có phương pháp hẳn hoi rất là khéo léo do vậy do là phương pháp nào đào tạo ra một con người có đạo đức có trí tuệ thứ nhất là anh có giữ gìn giới luật thì anh có đạo đức <laughs> thứ hai là anh có thiền tập tu tập đàng hoàng thì anh có trí tuệ thấy không? do vậy cho nên là các vị thiền sư uh, hết sức là khéo léo trong cái mối tham giao giữa cái con người chính trị và nền tảng đạo đức giá trị uh, uh, cốt lõi của đạo Phật. khi phong quốc sư khi khi thì uh, uh, coi như là tăng thống tức là lãnh đạo pháp chủ nhưng mà các vị đâu có dính vô cái chuyện coi những cái chuyện đó rất là tuần thường thích thì sách dù nhỏ đi chơi thôi chứ chả cần cái tham gia cái gì cả vua cần thì trả lời vua không không thích thì đi thôi và đặc biệt một điều nữa là cái gì quý vị thấy điều thứ nhất là cái gì các vị thiền sư không bao giờ tin vào cái chủ thuyết gọi là trung quân mà các vị luôn tin vào cái chủ thuyết có đạo đức và chánh niệm chánh niệm tức là nền tảng gây dựng đạo đức tại vì khi mình có chánh niệm mình có ý thức thì những cái hành động của mình đã được quản lý với cái sự sáng suốt có phải không đó là điều thứ nhất cái thuyết trung quân quý thầy không có theo các vị thứ không có theo do vậy cho nên quý thầy chỉ theo con người lý tưởng có đạo đức và trí tuệ minh quân người mình lo dân lo nước do vậy cho nên là các vị thấy các cả vua cả siêu vạn hạnh cả ngài vạn hạnh cả ngài pháp thuận vân vân cả ngài à, đa bảo tức là các vị thiền sư thời bây giờ đều ủng hộ cái tinh thần là cái gì tu tập đưa đất nước đi lên đưa dân tộc thoát khỏi những cái, cái 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 ngu dốt và nâng cấp và các ngài các ngài các ngài sống giữa hai thế hệ giữa hai cái cái, cái chế độ một chế độ nhà Lê thái làm ăn không được là các vị sẵn sàng bỏ đi theo nhà lý, đưa lý công uẩn vận động dân chúng đưa lý công uẩn lên làm vua. Miền bắc bây giờ dân chúng đâu có đông như Hà Nội bây giờ đâu, nhà Lương hưa, dân chúng đâu có đông và cái quan niệm quốc gia ngày xưa đó nó chỉ nó không theo các học giả tây phương nghiên cứu rõ ràng á, là nói rằng là cái vùng Đông Nam Á ngày xưa nói là nước này nước kia nhưng mà người ta không có một cái biên giới rõ ràng. Khi nói tới Đại Việt là người ta chỉ nghĩ nghĩ tới cái cái thành cổ Loa, hay là người ta nghĩ tới cái thành Thăng Long thôi, hay là người ta nghĩ tới Hoa Lư thôi, chứ người ta không có một cái biên giới rõ ràng. Khi mà nói tới Sai Am là người ta nghĩ là cái thành à, của mấy ông vua ở bên Thái Lan, và khi người ta nói tới à, người ta nói tới à, 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 Trung Hoa là người ta nghĩ tới cái, cái kinh đô Trường An thôi cho nên cái quốc gia cái thời bây giờ nó được định nghĩa nó được được nó được gây dựng là gì nó được uh, nó được uh, định hình là dựa vào cái kinh đô chứ không phải là cái 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 cái, cái, cái đường biên giới như bây giờ thế kỷ thứ 15, 16 á, thì lúc đó cái cái tư tưởng biên giới nó có mặt do về các cái vị uh, quân đội kết hợp với các cái nhà thám hiểm kết hợp với các cái nhà uh, các cái nhà uh, uh, thực dân đi xâm chiếm người ta do vậy các các người đó họ các cái vị đó họ mới 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 khăn khoanh, khoanh vùng nó à, cái này là thuộc tây ban nha cái này của tôi bồ đào nha tôi là hà lan tôi là mỹ cái vùng này là của tôi lãnh đạo tôi lãnh đạo cho nên cho nên nó mới có cái chuyện là các cái đường biên giới xuất hiện do vậy cho nên cái kiến thức về đường biên giới mới sau này thôi cho nên quý vị phải phân biệt được cái thời trung cổ medieval nó khác hoàn toàn với cái thời hiện đại thành thử cho nên thành thử cho nên dân chúng rất là ít và chùa chiền dày đặc ở cái vùng bắc ấn độ ở miền bắc việt nam hiện tại bây giờ cũng vậy và quý vì, vì nếu mà lật ra những cái cái, cái bản đồ từ ninh bình bắc ninh tới hà nội ừ. cho tới cái cả một cái vùng kinh bắc cả một cái vùng hà nội và cái vùng nam hà nội tây hà nội vân vân thưa đại chúng chùa truyền dày đặc hệ thống chùa truyền rất là dày đặc do vậy cho nên là là là, 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 là à, mỗi làng hầu như có những cái chùa hẳn hoi rất là phong phú do vậy cái tình hình thầy bây giờ các vị thiền sư đóng một cái vai trò quan trọng là như vậy và dĩ nhiên là họ là những con thì các vị thiền sư thứ hai là cái gì họ không phải là những người tranh giành quyền lực cho nên các vua vô, vô cùng là yên tâm khi mà hợp tác đó là điều thứ hai thứ ba là họ không có không không, không có không có à, họ là những cái à, những cái con người à, có cái trí tuệ thật sự và có học có có cái có cái nền tảng giáo dục hẳn hoi cho nên là các các vua à, lợi dụng cái 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 tầng lớp trí thức à, của các thầy trong cái, cái trường hợp giống như tiếp xúc tiếp những cái phái đoàn ngoại giao à, ở bên Trung Hoa qua thì các vua hay đưa các vị thiền sư ra trước nhờ tiếp dùm do vì các vị đó họ, họ, rất là thông minh rất là giỏi do vậy cho nên là vua và nền phật giáo vô cùng là gắn bó lẫn nhau tại vì vị biết là, là cái, chi, cái, 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 cái thời trước đó ngài định không trong cả một truyền thống thì ni lưu chi nói cái chi nói rằng là đất nước mà có hưng thịnh thì phật pháp mới hưng thịnh do vậy người phật tử là Phọ có cái việc có cái trách nhiệm là gì phải gìn giữ đất nước hưng thịnh mà muốn đất nước hưng thịnh là phải có độc lập gieo rắc vào đầu phật tử như vậy 200 năm mới thành tựu đó là cái thời cái thời kỳ vạn hạnh thành tựu do vậy cho nên cái trách nhiệm của mình lớn lắm trách nhiệm của người phật tử gìn giữ và ông bà tổ tiên của mình phật tử phật tử à, yêu nước và gìn giữ dân tộc đó là cái nền tảng rất là đặc trưng đối với đất nước Việt Nam thì bây giờ. Đó là một vài cái điều mà thưa đại chúng mình nắm cho vững. Và một điều thứ một điều kế tiếp là cái gì chúng ta hiểu rằng là Thiền sư Vạn Hạnh chính chính là Lý Khánh Văn. Lý Khánh Văn là cái người là gì là cha cha nuôi cha nuôi của của Lý Công Uẩn và chúng ta biết rằng là trong cái thuyền Nguyễn Tập Anh ghi lại là thiền sư Văn Hạnh đó. ngài là ngài có cái ngài có cái họ là họ Nguyễn và dĩ nhiên là các sử gia đang xử lý những cái vấn đề này và họ đưa ra một chứng minh rằng là sư Văn Hạnh không phải là họ Nguyễn họ chứng minh được và đồng thời cho chúng ta một cái thấy rộng rãi hơn rằng là không có biết lý công uẩn ừ, thật sự là họ gì tại vì ông là một người mồ côi được lý uh, lý khánh Văn tức là thiền sư lý khánh vân tức là thiền sư uh, vàng hạnh nuôi nuôi lớn và được đưa lên ngôi đưa lên ngôi vào đầu thế kỷ thứ 11 và cái việc đầu tiên mà ngài ngài uh, vàng hạnh ngài vàng hạnh uh, uh, làm á uh, là ngài là ngài đốc thúc đứng đằng sau cánh gà làm những cái việc là soạn ra một cái chiếu Gọi là chiếu rời đô, tức là rời từ ninh bình từ 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 hoa lư rời về thăng long hà nội ngày nay. Đó là do công của thiền sư vàng hạnh cố vấn chính trị đứng đằng sau và chúng ta biết rằng trong các cái bộ sử của ngô sĩ liên những cái thông tin trong những cái đại nam nhất thống chí những cái thông tin trong uh, uh, trong đại việt sử ký vẫn còn ghi lại thành ra quý vị có thể tham khảo và cố nhiên là làm cái công việc mà khảo sát những cái tài liệu nó có những cái những cái những cái, cái gì bản khác nhau uh, việc điện u linh tập hoặc là, là là, lĩnh nam Tích quái tức là cũng có những cái câu chuyện nói về các vị thiền sư này nhưng mà nó 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 mang cái màu sắc vô cùng là huyền ảo trong đó do vậy cho nên chúng ta phải phán đoán dùng cái, cái cái cái, khả năng phân tích văn bản thì mình mới thấy được nhưng mà ở đây thì chúng ta không có làm việc đó chúng ta đã lợi dụng có những cái công trình nghiên cứu hẳn hoi của các nhà lịch sử chúng ta uh, thừa hưởng và chúng ta mường tượng có một cái khung cảnh là cái thời lý là như vậy tóm lại là cái chi tóm lại là cái việc dấn thân của các vị thiền sư nó vô cùng gần gũi với và gần gũi với các vị lãnh đạo thời bây giờ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là các vị vua, các vị à, thiền sư đó, đóng một cái vai trò lớn trong cái cuộc vận động à, đưa đưa dân chúng đi lên, đưa đất nước đi lên, đưa các vị, vị vua an ninh đi lên. Điều thứ ba là các vị thiền sư cũng đóng một cái vai trò gọi là giáo dục chính Lý Công Uẩn cũng được học hỏi với nhà vua uh, uh, cũng uh, vua Lý Lý Công Uẩn tức là Lý Thái Tổ cũng được học hỏi rất là gần với các vị thiền sư trong đó hai vị thiền sư lớn đó là thiền sư đa bảo tức thiền phái uh, vô ngôn thông và thiền sư uh, Vạn Hạnh thiền phái uh, tiền ni chi là hai vị thầy của ông vua đầu tiên của thầy nhà Lý và chúng ta thấy được cái sự thành công rực rỡ được ghi lại uh, trong Đại Việt sử ký toàn thư Uh, hoặc là uh, hoặc là uh, Việt Nam sử lược hoặc là uh, vân vân những cái những cái cái nguồn sử liệu lớn ấy, thì chúng ta thấy rằng cái cái công của các vị thượng sư lớn lắm cho nhà lý và nhà lý đã làm thành tựu vô cùng lớn về vấn đề chính trị kinh tế và cái sự việc dời đô là một sự việc vô cùng lớn lao đặt vững cái nền tảng một ngàn năm mãi cho tên rất là lâu sau này thành ra thưa đại chúng chúng ta thấy rằng là là các công cái công cái cái việc tu tập á, nó gắn liền với đời sống đó là cái điều thưa đại chúng mình lưu ý tu tập không phải là cái chuyện mà chúng ta nhắm mắt liêm diêm nhắm mắt trước khổ đau coi trần thế không ra gì không phải là lên rừng vân vân điều đó là chúng ta phải thấy và năm một nghìn năm một nghìn một nghìn một ngàn mười, hả? năm giờ đô phải không nhớ không không nhớ là hỏi bác google bác google ở xa nhưng bác, bác biết hết Với <laughs> việc nắm rõ hơn vì có thể tham cứu thêm. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái lịch sử tư tưởng của các vị thiền sư này có cái chi đặc biệt. Hả? tuy là quý vị đọc vào cái 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 cái, cái, bảng bản và thầy gửi cho quý vị trên Facebook đó. lịch sử của thế hệ các thế hệ thiền sư đó quý vị thấy ở thế kỷ thứ 10 11 đầu thế kỷ thứ 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 11 quý vị có các thiền sư bên thiền phái thiền Chi thì chúng ta có thiền thiền sư thiền ông và sùng phạm và thiền sư vạn hạnh tức là cùng một cùng một thời cùng một thời thì quý vị thấy nó rất là cơ bản nó không có cái gì thí dụ như hai thiền sư trước thiền ông và sùng phạm thì cũng không có cái gì đặc biệt cả họ cũng cơ bản thôi những cái thông tin nó vô cùng là 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 đơn sơ chỉ có thấy là thí dụ như thiền sư sùng phạm quý vị thấy là chỉ nói rằng là ngài à, ngài đã từng vào giảng pháp trong kinh đô dưới thời hoàng đế lê đại hành về vấn đề thiền học thế thôi không có cái chi nhiều và cuối đời à, khi ngài mất và mãi cho tới thế kỷ à, thứ 11 một à, thì à, vua năm à, năm một thì vua lý nhân tông mới làm một cái bài kệ truy tặng thiền sư Và tất cả thông tin thầy đã gửi cho quý vị quý vị có thể tham cứu sùng phạm ở nước nam lòng vắng chỗ đạt về tay dài hiện tướng tốt pháp pháp thảy ly vi có nghĩa rằng là ngài đạt tới cái trình độ uh, vắng lặng của một người giải thoát không có cái gì nó chướng ngại cả đó là cái nội dung của cái cái bài kệ đó là truy tán. tức là tặng rồi bước sang cái uh, tiểu sử của thiền sư vạn hạnh chúng ta có thưa đại chúng có trên mạng đó, thầy đã gửi cho quý vị thì đầu tiên thì nói về vấn đề cái công hạnh của ngài tức là trong cái 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 sự cái sự uh, uh, ảnh hưởng của ngài ảnh hưởng của ngài tức là ngài suy đoán được ngài dùng kỹ thuật gọi là sấm vĩ kinh dịch đoán được cái thời cơ cũng nhân tài lắm tương đương với tương đương với gia các lạng gia các lượng chứ không vừa tức là đoán được thời cơ vận mạng biết được giặt lui giặt tới biết được đánh hay lùi tức là đó là những cái thuật uh, cầm binh uh, ở bên trung hoa có một người rất là tài, tài giỏi là cái thời xuân thu là gì uh, tôn Tẩn xung dữ, xung dữ binh phạ là một cái tác phẩm lớn tôn tặng binh pháp, Là một tác phẩm lớn. thì ở đây các vị thiền sư cũng học hỏi thì chắc chắn là các vị đó cũng từng đọc qua những tác phẩm như vậy và học với cách. thì đó là cái đoạn đầu và cái đoạn cuối cùng thì quý vị thấy rằng là uh, ngài ngài đưa ra những cái những cái cái cái, cái, cái 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 sấm giảng tức là dùng cái hình thức uh, tuyên truyền nhân gian thấy con chó trên lưng nó có cái chữ vương thì nói ồ con chó là năm tuất tức là, là, là cái năm mà vua sẽ lên ngôi đó nhà lý lên ngôi đó rồi trước cái cây gạo trước chùa à, bị xét đánh cái bùm bể ra làm đôi à, tự nhiên trong đó có một bài thơ cái viết một bài thơ nó lên nói rằng là sẽ có vua dạy 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 đó, xuất hiện và cái điều này được ghi trong đại việt sử ký toàn thư quý vị nếu có thích thì 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 thì, thì sẽ nghiên cứu và cái ngày mà cái ngày mà vua cái ngày mà vua uh, lê uh, lê lê long đỉnh mà mất ấy, thì ông ở nhà ông biết ông bấm ông biết và ông nói là nhà lý sẽ lên ngay lập tức và các vị kia họ họ không tin nhưng họ sai người tới thì đúng là vua lê long đỉnh mất tức là ông đoán trước thời cuộc bấm độn cho nên cái thuật bấm động người Việt Nam có những cái hay lắm đó. nó lạ lắm do vậy cho nên là do vậy cho nên là, đó là những cái hình thức nhân gian coi như là nó không phải là những cái gì của của Phật giáo nhưng mà đó là những cái sản phẩm của người Việt và kinh dịch cái thời Nguyễn Trãi cũng vậy ông Nguyễn Trãi là một trong những người sử dụng kinh dịch vô cùng là tài ba cái thời hậu lê đó có dịp thì chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn về vấn đề kinh dịch của dưới thời Nguyễn Trãi ở đây thì chúng ta thấy rằng là à, chúng ta thấy rằng là cái bài kể cuối cùng cuối cùng của của thiền sư tại vì chúng ta đang học về lịch sử tư tưởng cho nên là thiền sư văn hạnh để làm một bài thơ cuối cùng và chúng ta sẽ phân tích cái bài thơ này để chúng ta sẽ tìm ra cái điều chi à, chúng ta có thể học được từ cái bài thơ tư tưởng hành đạo của các vị thiền sư mời đại chúng mình sử dụng cái bảng ha rồi à, quý vị thấy có rõ không? ok ha cái bài kệ mà mà chúng ta sẽ học tới của Thiền Sư Vạn Hạnh ha Thiền Sư Vạn Hạnh à, quý vị có cái tiểu sử rồi thầy không có đọc nữa quý vị có thể tham cứu trong trong đại ở trong tác phẩm gọi là Thiền Nguyễn Tập Anh ở đây chúng ta sẽ học về cái tư tưởng triết học của ngài, về tư tưởng Phật giáo của ngài. Dĩ nhiên là những cái công trạng của ngài, ngài dẫn thân, ngài nuôi thiền sư, à, ngài thiền sư nuôi vua thì cái chuyện đó là chúng ta thấy rồi. Còn ở đây thì chúng ta đi vào cái nội dung cái bài kệ trước khi ngài thị tịch, trước khi ngài mất. Và quý vị thấy đặc biệt không? Nếu quý vị không để ý thôi, quý vị để ý đi. từ cái từ cái thời kỳ đầu cho tới bây giờ mới thấy được là có một vị thiền sư trong cái thiền phái Tiền Nidhaloji có trước khi chết để lại một bài thơ. Các vị trước kia không có. Có phải không? Quý vị để ý đi. Do vậy cho nên cái cái này là cái rất là đặc trưng và chúng ta biết rằng là chắc chắn rằng là cái phong cách này nó lại ảnh hưởng tới cái thiền phái vô ngôn thông. Tại vì thiền phái vô ngôn thông hay có những cái chuyện như vậy, thầy trò đối đáp với nhau cuối đời trước khi chết để lại một bài thơ vô cùng là thi sĩ còn chúng ta cuối cùng cái trước khi chết chúng ta để lại cái chi ừ? nghi ngờ quá Nó chưa trả dứt rồi chúng ta phải đi vào bài đó thân như bóng chớp có rồi không à. Tại viết cái bài thôi bằng chữ hán ha thân như thân như điện ảnh hữu hoàng vô điện ảnh hữu hoàng vô vạn mộc xuân vinh thu hữu khô thu hữu khô nhậm vận thịnh si vô bối nhậm vận thịnh si vô bố ý thịnh suy như lộ tháo đầu phô đó là bài thơ của thiền sư vạn hạnh sinh năm nào chúng ta không biết mất năm 900 à, năm 1000 à. năm 1000 à, không trăm mấy à, và hành 025 thọ 95 tuổi giỏi không rất là thông rất là thọ cái bài này là cái chi thứ nhất cái câu đầu là gì thân như điện ảnh hữu hoàng vô có nghĩa là gì cái thân thể này nó giống như là cái bóng chớp vậy điện á điện tức là nó lè qua nó xẹt qua đó, cái bài dịch trong cái trong cái cái, của ông lê minh thác dịch đó, như thế này thân như bóng chớp có rồi không cây cỏ xuân tươi thu héo hon tùy vận thịnh suy không sợ hãi thịnh suy đầu cỏ có xương phơi có nghĩa làm sao cái cái câu đầu tiên là nói tới cái thân phận của đời người thực ra chúng ta nghĩ rằng chúng ta thọ chúng ta có tại sao chúng ta không có tu có khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta sống dài lắm chúng ta 60 năm em em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời ta tưởng 60 năm cuộc đời nó dài lắm nhưng mà đối với các vị thiền sư á, khi các ngài tĩnh tâm các ngài thấy được cái vận mạng của đời người đã đi qua đời này qua đời kia thì một kiếp người nó vô cùng là 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 ngắn ngủi so với cái tuổi của quả địa cầu này cái trái đất này thì cái tuổi của mình nó vô cùng là ngắn có phải không ta vẽ ra một cái đồ thị một cái một cái một cái, một cái khung thời gian thì con người một đời người sinh ra ở đây chút xíu ở đây là có khi chỉ là một chấm thôi so với cái sự phát triển của xã hội của của cái cái, cái thời gian chứ chứ xã hội loài người từ lúc đầu lúc nào nó xảy ra và cái trái đất này cái hành tinh này cái vũ trụ cái thiên hà đại địa này nó có từ bao giờ thì cái đời người là bao nhiêu cho nên các vị dùng cái cái điện điện ảnh tức là cái ảnh tức là nó 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 nó, nó, nó chớp cái bóng Điều ảnh tức là cái bóng nó, nó lè qua. Do vậy cho nên 60 năm cuộc đời, thưa đại chúng, chỉ là một cái ánh chớp chớp lè qua cuộc đời thôi. Đó là cái thấy của các vị thiền sư. Còn mình thì sao? Ta phải lo cày 4 năm đại học. Rồi đi kiếm cái việc làm. Rồi phải có thu nhập. Rồi phải có con, phải có chồng. Rồi có cháu. Rồi phải xây nhà. Rồi phải mua xe hơi rồi phải trả nợ mình cứ nghĩ rằng cuộc đời mình chỉ có bấy nhiêu thôi là chúng quay qua quay lại hết một đời nhanh lắm một đời nó đi qua một cái vèo rồi chúng ta làm được cái gì chúng ta chưa có tu tập gì cả thì chúng ta đã đi qua, đi ra qua cuộc đời cứ ta nói cứ ừ thôi thì hẹn 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 Dài hôm nữa có tiền đủ, 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 đủ một chút đã rồi tu con nó lớn một chút rồi tu chứ bây giờ bận quá mà phải đi lo kiếm một chút tiền chứ rồi chúng ta cứ hẹn Hẹn chiều nay Rồi hẹn chiều mai Rồi tới một lúc nào đó Ai đến thăm mình Bác sĩ tới thăm mình trước Phải không Rồi ai nữa Mấy thầy tới Rồi bạn bè Người nắm một cái bông Rồi ai nữa Thế nào cũng có mối con mọt nó tới chứ ai Cùng lắm thì một ngọn lửa <laughs> Bấm nuốt là nó cháy rụi rụi Thế là còn một nắm tro rồi, rồi ai tới thăm mình nữa Mỗi ngày có ai tới thắp nhang cho ta không? Hay là rồi như Trịnh Công Sơn Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây Đã bay ngang qua cuộc đời này Rồi nằm xuống không Bạn bè không có ai Không có ai Không có ai hết Trong nghĩa trang này chỉ có những con quả Nó kêu nó kêu trên cành cây mà thôi Đó là một đời người <laughs> Đó là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó, Mà cũng đã thấy được điều đó Thì thưa đại chúng Đối với trong mắt thiền sư Quý vị thấy một bài thơ vô cùng là tuyệt vời rất là đẹp bài thơ chữ Hán thân như điện ảnh hữu hoàng của hữu hoàng vô nó vừa chớp lè có đó rồi nó lại hiện ra không cho nên cái chuyện có chuyện không có nghĩa là có có nghĩa là sao nó sinh ra là manifest to be còn cái này là manifest not to be đây là being non đây là being and non being có nghĩa là một cái manifestation thôi đó là đối với cái mắt của vị thiền sư Thì cái thân này cũng như vậy Rồi cái tâm cũng như vậy Bữa nay vui ha hả Nhưng mà chỉ cần có một chút xíu gì đó nên Nó nó gần buồn là thế là Cả một ngày của mình đã đục ngầu Có phải không? Giống như cái ly nước trong như thế Chỉ một giọt mực nhỏ tí thôi Thì nó làm cho một ngày của mình đục Thành cái màu đó ngay Cái tâm của mình nó nặng nề hơn như vậy và nó có rồi nó không nên có nó đến rồi nó đi thí dụ như cái giận nó đến là nó hiện ra trong tâm của mình rồi nó đi nó như là điện như là chớp nhưng mà chúng ta không có thấy cái tính vô thường của nó chúng ta nghĩ rằng nó là cái gì đó vững chắc ôm lại gìn giữ trau chuốt bỏ biết bao nhiêu thì giờ năng lực vô đây nuôi dưỡng nó cho nó ăn đồ ngon đồ béo đồ bổ rồi cái gì nữa mặt đẹp mình nghĩ nó là đẹp rồi chúng ta hãy cũng cũng tốn biết bao nhiêu thì giờ năng lực năng lượng của chúng mình để mình lo cái thân cái xác này nó có rồi nó đi rất là nhanh mà chúng ta không biết được cái điều gì là điều quan trọng do vậy cho nên cái chuyện đến chuyện đi trong cần trần gian này trong mắt thiền sư nó như một chớp lòe thôi do vậy cho nên nếu mà chúng ta không có cái năng lực ngồi yên á không có cái năng lượng ngồi yên để tĩnh tâm thì những cái vui buồn những cái cái tâm hành những cái giận hờn những cái buồn tuổi những cái đau khổ những cái ray rứt những cái hối hận những cái nghi ngờ những cái bất an nó đầy dẫy trong tâm mình làm sao mình nhận diện được nó nhanh vô cùng vì vì nhớ trong thiền sư khương tăng hội nói cái gì một trong một niệm sát na thôi thì chúng ta đã có chín trăm mấy trăm lần khởi niệm một phút một giây thì là cái tâm của mình nó vận động tới 900 mấy chục lần mà trong 900 mấy chục lần đó mà chúng ta không có nắm giữ cái tâm của mình thế là cái ý của mình tạo ra biết bao nhiêu là nghiệp và cái nghiệp đó nó đi đâu nó lưng hồi lập tức và nó quay trở về với chính bản thân theo luật nhân quả thôi không có đường nào chạy khỏi thành thử cho nên cái việc tu tập chánh niệm lắm mới thấy được rằng là cuộc đời này nó như một chiếc chấp lòa chấp lòa để làm chi để mình trân trọng đời sống thôi không có gì hết chứ không có làm cái gì là là hù dọa ai hết tại vì ai mà chả chết có cái gì mà ai mà sợ đâu mà dọa phải không đâu có dọa nạt nhau chứ do vậy cho nên thiền sư nói cho ta biết cảnh cáo cho ta biết rằng cái thân mình tưởng đâu nó dài hạn lắm nhưng mà nó đi một cách bất ngờ cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả không thể nào mà chúng ta trả treo khoan <laughs> để tôi sống thêm vài năm nữa đã chứ chuyện này chưa làm xong mà nồi kho nồi nồi đồ kho chưa chín mà đợi chút đã chứ hả đâu có cái chuyện đó phải không rồi cái chi nữa cái câu thứ hai là vạn mọc xuân vinh có nghĩa là hàng ngàn cây cỏ cây cỏ hả hàng vạn tức là hàng ngàn 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 cây cỏ vạn mọc xuân vinh xuân là mùa xuân vinh là nó hưng thịnh nó nó đâm chồi nảy lộc tức là vào mùa xuân thì vang vào cây cỏ nó đâm chồi nảy lộc nhưng mà rồi sao như khi mùa mùa thu thì nó sẽ khô héo nhưng mà đối với các vị thi sĩ quý vị thấy có những lúc các vị cũng nắm được cũng chạm được cái chuyện này thấy cái sự thay đổi của mùa xuân vừa Mùa, mùa 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 thu nó thay đổi vạn vật nó thay đổi thì đây là cái du đây là cái chu kỳ tự nhiên của xã hội của 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 loài người của xã hội của tâm thức và của vũ trụ cái chuyện thay đổi này là cái chuyện vô cùng là bình thường tức là mọi thứ cái chuyện cái chuyện hưng chuyện thịnh vinh nhục có rồi không đó là cái chuyện tự nhiên như là cây cỏ vậy đó chứ không có cái gì lạ hết Tức là có không thịnh suy còn mất. Nó nằm. Đó là cái chuyện bình thường. Với chuyện mà mùa thu nó tàn đi. Rồi mùa xuân nó hiện ra. Rồi mùa xuân nó tàn đi. Rồi mùa đông nó lại về. Đó là chuyện vô cùng là bình thường. Nhưng mà chúng ta đâu có chịu. Phải không? Xuân Diệu có cái bài thơ gì? Nhanh với chứ vội vàng. Nhanh với chứ. Em em ơi tình non sắp già rồi có nghĩa là, là mình mới có bắt đầu xuất hiện trên trường cuộc đời này một chút thương yêu thôi là mình vô cùng lo lắng mình không có muốn cho nó già đi mà làm sao được cái định luật vô thường tức là nó luôn thay đổi là điều vô cùng là mầu nhiệm vô thường là một sự mầu nhiệm lớn không có vô thường làm sao có mùa xuân có phải không lạnh buốt căm căm làm gì có cái mùa xuân. Do vậy cho nên cái tâm thức loài người là cái gì? Khi cái mùa xuân là cái sức sống, cái niềm vui nó đến, thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta hay nắm giữ nó, ta muốn nó tồn tại lâu dài, có phải không? Rồi khi cái mùa nỗi buồn nó tới, là cái gì? Mùa thu héo hon khô buồn thảm nó tới, thì mình có cái khuynh hướng là gì? Mình đẩy nó đi, đẩy nó đi. Cho nên cái chuyện mà vui vẻ nó đến ấy, Thì chúng ta vội vàng ôm nó lại Giữ chặt nó lại Chứ ta không có thưởng thức được cái niềm vui trọn vẹn Mà khi cái niềm Cái nỗi buồn nó tới Thì ta vô cùng khó chịu bất an Bực bội lắm, khó chịu lắm Chúng ta muốn đẩy nó ra ngoài Do vậy cho nên một người tu học Mà có chánh niệm cái gì Buồn nó đến mình cũng biết Mà vui nó đến mình cũng biết Mình take time Tức là mình thông thả mình không có mình không có tìm cách mình đẩy nó đi mà cần không có tìm cách giữ nó lại mình chỉ biết nhận diện của nó cái cuộc thịnh suy lên xuống có không của nó khi nào nó đến ta biết nó đang đến hết lòng rồi nó đi ta cũng hết lòng chứ đừng có hết hồn á nhiều khi <laughs> nó, nó nó kinh khủng quá cái hết hồn <laughs> chúng ta chúng ta không có hết lòng mà chúng ta hết hồn thành ra chúng ta bị tán tâm ta mất hết cái năng lượng niềm vui lớn quá cũng mất năng lượng do vì nó vui nó đến rồi chúng ta sợ nó mất mà nói cái chuyện đứng tính toán lo sợ thì cũng đã là hết giờ rồi cuộc đời như một chớp nhoáng thế này em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời tưởng nó lo là 60 năm là nhiều cho nên là nó cứ phung phí cuộc đời là như vậy và rất là nhiều cái cơ hội nó đến chúng ta không có nắm bắt do vậy cho nên cái câu thơ thứ hai Thiện sư muốn nói rằng là đây là cái việc vô cùng là tự nhiên trong thiên nhiên đây là cái định định lực vô thường có rồi đi vinh rồi nhục lên rồi xuống điều này vô cùng là 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 quý trọng tại vì nhờ cái sự thay đổi này mà mình có ngày hôm nay nỗi khổ của mình mình bỏ sau lưng chứ còn nếu mà không có vô thường thì rõ ràng là mình cứ gặm nhấm đau khổ hoài làm sao sống được phải không chưa có người nào mà cái nỗi khổ mà nó nằm đó hoài trong cuộc đời của mình nó phải đi chứ rồi thịnh suy cũng vậy do vậy cho nên mình mình nắm được cái bản chất sinh diệt của mọi thứ trên trần gian này rồi rồi làm chi nữa nhắm tức là nắm lấy ha gìn giữ tùy theo theo nắm lấy đi theo nhắm nè nhắm tức là nhắm chức á nhắm tức là ôm lấy lấy ha nhắm vận vận tức là cái 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 sự luân chuyển thịnh suy tức là lên xuống vô bố ý tức là không có ngán gì hết non fear tức là không có sợ thấy cái việc lên xuống vậy đừng có sợ hãy ôm ấp nó mà sống đừng có thấy nó lên xuống như vậy mà chúng ta hoảng sợ chúng ta buồn khổ và chúng ta bất an do vậy cho nên chỉ có quán tâm hành tức là quán tâm trong tâm thì mình mới thấy được cái tâm của mình nó sợ hãi ra làm sao mình chỉ có quán cái quán pháp trong pháp tức là chúng ta nhìn thấy những cái hiện tượng sinh diệt ở ngoài kia và ngay chính trong tâm thân trong thân tâm của mình thì mình mới làm quen mình mới thấy được thịnh suy nó đến nó làm sao chứ còn bình thường chúng ta cứ vui vẻ lui su bu ngoài kia thì làm sao chúng ta có thể thấy được những cái thay đổi trong tự thân của mình nó tới một lúc nào đó bác sĩ tới thăm mình thì lúc đó mình mới giật mình có phải không có nhiều khi có những người thì thấy họ rất là khỏe mạnh họ nói là họ họ mạnh họ làm việc 5 năm 10 năm mà không bao giờ bệnh nhưng mà tới lúc họ bệnh một phát là thôi xong rồi đó là thầy có công việc làm ăn rồi đó thế nào cũng được mời mà vui sướng gì đâu có phải không buồn khổ tới đó nhìn nó khóc ri ri con cháu có cái gì vui đâu cả một đời thì không bao giờ đi chùa tu tập chưa bao giờ ngồi thiền nhưng mà nó rối loạn tới thì dĩ nhiên cũng phải nhờ vào các cái 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 cái, cái sự hỗ trợ của quý thầy Nói như vậy không phải là trách móc Mà đó là một sự lãng phí Do vậy cho nên ngay bây giờ chúng ta còn khỏe mạnh Chúng ta phải nắm lấy Phải nắm lấy cái tâm hành Nắm lấy cái, 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 cái sinh diệt Trong tâm thức của mình Trong đời sống của mình Thân thể của mình Có bao giờ chúng ta nhìn cái bàn tay của mình Hồi xưa sao mà nó mập nó tròn quá Bây giờ da nó nhăn nheo Có bao giờ nhìn không Bao giờ mà vô trong cái kiến của mình Rồi mình cạo từng cái râu coi thử Ồ bữa nay râu nó biến thành màu bạc có không có bao giờ nhìn vô trong cái kiến không? ồ ngày xưa sao có hai con mắt long lanh lắm sao bây giờ nhìn cái gì nó cũng mờ mờ ta có nghĩa là chúng ta không bao giờ tiếp xúc với bản, bản thân mình mình nói là nó là mình nhưng mà mình không có thời giờ nó cho mình do vậy cho nên là mình phải nắm lấy cái sự vận hành của thiên nhiên vũ trụ và cái sự sinh diệt của vũ trụ để làm chi để làm chi để mình thấy được cái bản chất của nó là vượt qua sự sợ hãi cho nên trong khi cái quá trình mà chết đó, Thưa đại chúng mình vô cùng là tán loạn trong tử thư tây tạng The Death the, the Book of the Death họ diễn tả cái chết đó, cái hình ảnh giống như một con cua mà bỏ trên cái chảo rồi dưới này người ta bắt đầu đun lửa Nóng lên bắt đầu con cua nó chạy Nó chạy Và càng nóng càng nóng Thì con cua nó càng tán loạn Thì nó chạy một cách ghê gớm Một cách uh, uh, không dừng Tán loạn Thì cái tâm thức của mình cũng như vậy Mình không có quen Bình thường hàng ngày mình không có quen Cái chuyện mà sinh diệt sống chết Do vậy cho nên khi bắt đầu đau nhất nó tới Cái chết nó cận kề Lúc đó thưa đại chúng cái tâm hồn nó hoảng loạn vô cùng Chúng ta không có tập ngồi yên thì làm sao những lúc như vậy ngồi yên được? Có phải không? Do vậy cho nên đây là một cái bài thơ Ngài Vạn hạn để lại cho chúng ta là gì? Muốn đạt tới cái tình trạng vô ý có nghĩa là tình trạng tự tại thảnh thơ nhẹ nhàng thấy nó đến thì nó đến nó đi thì nó đi, đi thì chúng ta phải quen hàng ngày chúng ta luyện tập cái tâm của mình là ở những chuyện đến chuyện đi là bình thường cơn giận, cơn buồn, niềm vui nó đến thì cũng bình thường. Thế còn nếu chúng ta không có bình thường hóa tất cả những cái tâm hành của mình, thì khi nó đến là nó vô cùng, nó, nó làm cho mình sốc, làm cho mình bất an, là như vậy. Và Ngài mới quý ví cái chuyện thịnh suy như lộ, cái chuyện thịnh suy này là như là hạt xương, ha? như lộ, lộ tức là xương, xương, xương sớm, nó là lộ thảo đầu phô có nghĩa rằng là cái cái hạt xương nó nằm mong manh trước đầu ngọn cỏ tức là cái chuyện này nó không có quan trọng gì đâu nó giống nó, nó mong manh lắm nó giống như cái cái hạt xương động một tí trước đầu ngọn cỏ thôi nắng lên thì nó bay mất cho nên là đừng có bao giờ sợ hãi trước cái sự thịnh suy trước cái sự sinh diệt có không trong trần gian này quý vị thấy hay ha nằm trên giường bệnh mà làm được bài thơ này đâu phải giận vừa phải không Nó phải giận vừa đâu phải là thứ dữ <laughs> Hoặc loại là là, là 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 ghê gớm phải không và Dĩ nhiên quý vị biết cái bài thơ này ở đâu rồi mà phải không nghe có quen không ừ, quen không Kinh Kim Cương có một bài bài thơ giống như vậy còn nhớ không bài thơ cuối cùng trong kinh kim cương ở đoạn 3.2 đoạn thứ 32 nhớ không tất tất à, gì đó nhất thiết hữu vi pháp nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh như lộ diệt như điển ưng tác như thị quán có nghĩa rằng là sao tất cả những cái hiện tượng trên trần gian này, này, nó đều như là như mộng như huyễn tức là không có thật bào bào tức là cái cái bọt nước á. cái bong bóng nước nó dễ vỡ nó mong manh lắm quý vị thấy nước nó đổ xuống nó thành cái bong bóng nước nó mong manh vô cùng bào ảnh là những cái ảnh tượng nó hiện trên cái cái bong bóng nước đó rồi như như lộ diệt như điển có nghĩa là như sương như 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 chớp lòe như bóng chớp như tia chớp cứ như vậy mà nhìn ưng tác như thị quán cứ như vậy mà quán chiếu mình phải thấy được cái tính chất vô thường thay đổi của mọi mọi hiện tượng nó đang thay đổi liên tục như vậy để nó tồn tại thì đó là cái bài thơ trong cái cái kinh kim cang mà chúng ta đã học rồi thì quý vị thấy là ngài 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 vận hành là đệ tử của thiền phái tiền ni đa lô chi mà cái đặc sản của thiền phái tiền đa, đa lưu chi là gì là kinh kim cang phải không một trong những kinh kim một trong những cái cái pháp, pháp quán của ngài của cái thiền phái này cho nên là ngài tu tập và dĩ nhiên trước khi chết ngài thuộc lòng cái bài này là chuyện đương nhiên còn chúng ta trước khi tết chúng ta thuộc cái gì hãy tưởng tượng chúng ta đang nằm trên bệnh viện chuẩn bị rút ống hả à, không cho thở nữa Tại phải nhờ những công cụ hỗ trợ thở rút ống <laughs> Thì lúc đó chúng ta nghĩ cái gì bám cái gì hai tay nó tê liệt rồi lấy cái gì mà bám chân thì nó lạnh ngắt thở thì nó không buồn thở mắt thì nhắm khe vì vì nghĩ tưởng tượng mình là như vậy thì chúng ta đọc bài thơ giống này được không ngày thiền sư này đọc được là do vì sao vậy tại vì hàng ngày ông ngày thuộc lòng <laughs> chứ còn ngày hàng ngày ngày không thực tập thì làm sao tới cái lúc chết ngày đọc được cái bài thơ này thì trong thiền sử để lại là cái chi sau khi ngài đọc cái bài thơ này rồi cái gì nữa xảy ra rồi ngài mới hỏi đệ tử chứ sau khi đọc xong ngài hỏi với đệ tử là cái chi các con muốn đi đâu tức là các vị muốn nương tựa vào đâu các tụi con muốn nương tựa vào đâu thầy thì không có lấy cái chỗ nương chỗ trụ để trụ cũng không có nương tựa vào cái chỗ không thể trụ mà đủ đó là cái lời cuối cùng tức có nghĩa là sao có nghĩa là ta không có có hai cái trường hợp ha. thứ nhất là cái chỗ cái chỗ có thể trụ được ta cũng không có nương vào mà cái chỗ mà không thể nương vào được ta cũng không có nương vào vậy thì ta nương vào đâu ta nương vào cái chỗ đó đó và chỗ đó là cái chỗ trí là cái chỗ không có cái gì hết và không có cái gì nghĩa là sao có nghĩa là tất cả vì sao vậy vì chữ không của đạo Phật có nghĩa là gì là vạn pháp duyên sinh với nhau và khi mà chúng ta chỉ khởi lên có có nghĩa là nó đã vô thường nó đã biến mất bởi vì có theo kịp cái ý của thiền sư không có nghĩa là chúng ta thì ta chỉ cần nghĩ tới cái chỗ đó để nương tựa được ấy, thì lập tức nó nó, nó, nó đã biến đổi rồi ví dụ chúng ta nghĩ tới cái chỗ nương tựa à chỗ đó là tự nhiên khi vừa khởi tâm là nó đã thay đổi rồi tại vì nó vô thường mà do vậy cho nên là đừng có nương tựa vào một cái chỗ nào cái chỗ này mình nghĩ là mình có thể nương tựa được mình nghĩ ồ ta chết ta sẽ về Việt Nam ta chết hoặc là ta, ta sẽ chết ta sẽ về ở cái tiểu bang đó ta chết vân ta vân vâng. thì ta nghĩ rằng cái chỗ đó có thể giúp ta được thì nghĩ như vậy thì chúng ta đã đã, đã đánh mất cái chỗ để nương tựa rồi tại vì đánh mất là đánh mất cái gì là tại ta ta, ta thỏa cái tâm thức ta đi bồng bềnh trong cái tâm thức của mình rồi lo nghĩ chỗ này chỗ kia ưng ừ vô sở trụ như sanh kỳ tâm quý vị nhớ cái câu đó không trong kinh kim cang tức là ta không có thể nào nương tựa vào cái nơi có thể nương tựa mà ta cũng không thể nào nương tựa vào cái nơi có thể nương tựa tại cái chuyện có thể nương tựa không thể nương tựa đều là ý niệm cả tại sao vậy tại vì sự sống nó chỉ có mặt ngay bây giờ cái nơi nương tựa là bây giờ bây giờ là bây giờ là khi nào tức là bây giờ là cái tâm của mình nó biểu hiện ra bây giờ mình nhận ra đời sống thì mình tồn tại mình nương tựa còn chúng ta mà chỉ cần thả cái tâm mình nó đi theo những cái tư tưởng nương tựa không nương tựa là rõ ràng ta đánh mất đời sống ta ngay bây giờ bởi vì theo kịp ý thiền sư không là như vậy cho nên là cái pháp hiện pháp lạc trú đặt trong cái đặt trong những từng dòng từng dòng của cái câu là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm chứ không có gì đặc biệt đâu thưa đại chúng trong cái uh, kinh kim cang muốn gửi gắm cho quý vị là như vậy tại sao tại vì cái tâm của mình nó vô cùng là 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 thích thú trong cái chuyện rong ruổi chạy theo ý niệm chỗ này nương tựa được chỗ kia nương tựa được chỗ này không được rồi gì xấu quá ghê quá ẻ quá rồi trong đầu của mình nó có đầy những cái ý niệm mà khi cái tâm mình nó bận rộn cho những cái ý niệm đó là có nghĩa làm sao có nghĩa là chúng ta đang đánh mất sự sống vậy nên chúng ta đừng có chạy theo lăn xăng gì hết thở đi cưng thở đi con dân miền Nam nó là thở đi cưng thở đi con chứ có làm cái gì nữa bây giờ đó là cái cái thông điệp mà ngài thiền sư Vạn Hạnh đã gửi gắm cũng là thông điệp của của kinh Kim Cang mà thôi do vậy một lần nữa quý vị thấy là cái cái tông chỉ của thiền phái tiền Ni Chi rất là 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 nhấn mạnh cái tầm quan trọng của bác nhã trí tuệ chuyện này đâu phải chỉ riêng về thiền phái này quý vị còn nhớ thiền phái vô ngôn thông ngài nói cái gì trong cái bài kệ mà dạy ngài cảm thành đó tây thiên thử độ thử độ tây thiên tức là đất phật là đây đây là phật đây chúng ta đi tỉnh thức thì chúng ta sẽ đi vào đất phật mà chúng ta đi vào cái bằng cái tâm loạn xạ chúng ta thì chúng ta đi vào địa ngục thế thôi cho nên địa ngục cũng cũng lệ thuộc vào cái sự có mặt của mình nước bàn cõi phật cũng lệ thuộc vào cái sự tỉnh thức của mình mà thôi giây phút nào ta tỉnh thức lúc đó ta là phật mà lại giây phút nào chúng ta thả cái tâm thức của mình chạy lăng xăng đi thế này thì chúng ta lọt vào cái địa phận của ma rất là rõ ràng đây là cái chủ trương rất là rõ Trong thiền phái vô ngôn thông cũng nói như vậy Tây thiên thử độ Thử độ Tây thiên Đây là đất Phật, đất Phật là đây Bên thiền, thiền sư Bên làng Mai Cụ làng Mai có cái bài hát Đây là tịnh độ Tịnh độ là đây Cũng lấy từ cái tư tưởng này Đó là một sự tiếp nối Từ cái dòng thiền vô ngôn thông Chứ không có cái gì lạ cả cho nên quý vị khi hát đây là tịnh độ, tịnh độ là đây. Mỉm cười chánh niệm an trú nơi đây, bụt là lá là lá chính, pháp là mây bay. Tăng thân khắp chốn quê hương nơi này. Thở vào hoa nở, thở ra trúc lây, tâm không ràng buộc tiêu dao tháng ngày. Đó là bài hát đây là tịnh độ. Google thử hát làm sao. Giờ bữa có cái đàn thì hát cho quý vị nghe. Hả? À, Huy hát không? Hát bài đi hả? Chứ học hoài ngán quá hả? quý vị có thuộc không? Tôi sẽ bắt cho quý vị hát theo ha. Đây là tình độ, tình độ là đây. Mỉm cười chánh niệm an trú. Không thuộc không? Thuộc không? Hát theo đi. Hát theo, đại chúng hát theo hả? Bụng là la chín, pháp là mây bay tăng thân khắp chốn quê hương nơi này thở vào hoa nở thở ra trúc lây tâm không ràng buộc tiêu dao tháng ngày cái bài đó đó quý vị có thể google nghe cho nó vui và nhắc nhở mình để mình gìn giữ cái tâm thức của mình ngay bây giờ thì đó là cái điều mà thưa đại chúng chúng ta ghi nhận từ cái bài thơ này cũng là cái cái pháp môn mà cho chúng ta tu tập. Đó là cái tinh yếu. Cho dù ngài ngài vạn hạnh đã chứng kiến sự thay đổi của chính trị từ cái chế độ nhà Lê bước sang chế độ nhà Lý biết bao nhiêu là thăng trầm trong cái chế độ chế độ chính trị đủ thứ thay đổi hết và Ngài là cái nhân vật chứng kiến những cái chuyện đó xảy ra. Và Ngài cũng đã từng tiếp tục nuôi dưỡng cái ước mơ của thầy tổ của mình là đưa một người dòng họ lý lên để nắm vững dùng cái nền tảng vô vi cư điển cát của thiền sư Pháp Thuận. Tức là Pháp Thuận là thiền, thiền phái vô ngôn thông. Cũng là như vậy. Và các thầy hợp tác đưa đi lên, bỏ qua hết tất cả những cái tông phái để đưa lên đất nước của chúng ta một vị vua và lấy cái nền tảng đạo Phật làm làm tiêu chuẩn để cho có cái đạo đức và trí tuệ do vậy do vậy quý vị thấy à, 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 khi mà mình có công với đất nước thì được thế nào cũng vua cũng, cũng 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 ban thưởng có phải không danh vọng tiền bạc của cải xây dựng chùa to cho ông Phật bự đẹp biết bao nhiêu là quần thần phải tôn trọng tại vì ông thầy đó là cha nuôi của ông vua lý thái tổ đâu có phải diễn dẫn dẫn mặt được có <laughs> phải không tưởng tượng như là thầy mà nuôi ông vua con thì làm sao quý vị thấy thầy cũng né đi chứ giỡn mặt hả ta có chức quyền mà phải không con ta là vua chứ đâu phải chuyện chơi có phải không nhưng mà chuyện đó với đối với các thiền sư là sao cái chuyện như là hạt xương nằm đến ngọn cỏ không có là gì cả thì quý vị thấy cái thái độ xuất trần Của các vị thiền sư là chỗ đó Đó quý vị phải học hỏi họ. Cho nên chúng ta có được căn nhà Có được những chiếc xe hơi Có được vài đứa con lèo tèo ta tưởng lớn lắm Rồi ta dính chặt với nó Rồi chúng ta nghĩ rằng làm sao Đi đâu nó cũng không yên Như là kiến bò trong bụng Đối với các vị thiền sư là họ làm xong việc là, là Họ quẩy nải họ đi chơi Ngán gì trần gian này đó là cái tư tư thái thông dông tiêu giao tháng ngày không có lãng phí trong cái vấn đề kinh tế lo việc vua việc nước việc nhà nước đóng góp hết khả năng của mình thế là giao trách nhiệm lại cho cho cho, cho người khác và chúng ta ra đi đó là cái điều có đó, đó là cái điều uh, mà chúng ta học được cái từ trong cái bài kệ này rất là tự do một điều thứ hai trong thiền phái này trong khi mà đọc vào cái đọc vào cái thiền sử đó, chúng ta thấy là ngài nói cái gì sư chuyên tu tập theo pháp môn gọi là tổng trì tam ma địa cái này quan trọng cho nên đại chúng nên nắm lấy ha cái này là tư tưởng kim cang ha cái chữ tổng trì tam ma địa Ngoài cái chuyện kinh tu tập kinh Kim Cang này, Thiền sư Văn hạnh còn có cái pháp môn khác. Hả, à, một là kinh Kim Cang ha. Một là Bát Nhã. Kim cương thứ hai là cái gì ngày luôn là tổng trì tam ma địa quý vị còn nhớ không nhớ không quên rồi thôi chuyện của thầy thầy cứ nhớ đi chứ ai mà nhớ là nó hơi đâu mà nhớ cho thầy <laughs> không sao thầy cũng có cái tài liệu thầy ghi thầy để lại đây ừ. quý vị còn nhớ cái 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 tỳ ni đa lưu chi học cái kinh gì đại thừa phương quản tổng trì nhớ không cái bài đó chúng ta đã học rồi và tam ma địa tổng trì có nghĩa là sao darani darani tam ma địa tức là samadhi hả tức là darani là tổng trì samma Samadhi Somebody. Somebody có nghĩa là định đó. Định ha? Định Một loại thiền định Mang lại Từ cái phương pháp thực tập Trì Đà La Ni Và cái chữ Đà La Có nghĩa là gì la Dalani này á có nghĩa rằng nó có hai nghĩa ha là chúng ta đã khảo sát hai nghĩa nghĩa thứ nhất là ngăn che ngăn ngừa ha nghĩa thứ nhất là ngăn ngừa nghĩa thứ hai của cái Dalani á là cái chi là chặn đứng ừ. chặn đứng à, không cho lọt vào ha quý vị phải nhớ ha đà la ni là như vậy cái chữ đà la ni có nghĩa là vậy năng trì và năng già già tức là không có để cho nó nó rơi rụng nó lọt xuống giống như là chúng ta à, làm một cái hồ nước mà không có để cho nó rỉ ra nó không có chạy ra năng trì tức là nó có hai cái tính chất là như vậy đó là và cái chữ đà la ni được dịch là là tổng trì nhé chữ Đà -la -ni, thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm Đà La Ni, đọc sẽ rất là giỏi nhưng mà chẳng biết Đà La -ni là cái gì. Cái nghĩa của chữ Đà La Ni có nghĩa là gì? Ôm, ôm ấp, ôm lại giữ lại và uh, gom lại, gìn giữ lại. Chữ tổng, có nghĩa là gom lại, Thâu lại, tổng tổng hợp, làm là phân tích đạo hàm xong rồi mình rồi, <laughs> cái phần tổng kết, tổng tổng hợp lại. Rồi tổng hợp lại rồi trì có nghĩa là nắm lấy gìn giữ đừng có để cho nó thất thoát, thoát. có nghĩa là giống như mình nắm lấy hơi thở của mình vậy quý vị có theo kịp không tức là mình à mình 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 gom nó lại giữ nó lại hơi thở của mình mình đừng có để cái hơi thở mình nó chạy tầm bậy nó thở mà mình không có thở mình thở mình không có biết do vậy cho nên mình nắm chặt lấy cái hơi thở của mình gọi là tổng trì dinh giữ và tổng trì thì đây là cái phương pháp thực tập của ngài ngoài cái việc tư tưởng uh, tư tưởng uh, kinh kim cương mà chúng ta vừa phân tích ở bài thơ thị tịch của ngài văn hạnh thì ngài văn hạnh còn tu một pháp môn nữa đó là tổng trì tam ma địa tam ma địa tức là dịch ra cái chữ samadhi Đi phiên âm á phiên âm cái chữ này sam sam là tam là ba Hả? ở trong tiếng trung quốc á, người ta dịch là tam ma địa có khi được dục là mũi, tam muội, tam muội, tức là có khi cái chữ chữ này nè cái chữ đi được dịch ra là tam muội ha, nó tương đương với cái chữ tam muội ha, tam muội. quý vị còn nhớ, quý vị hay có cái thói quen cái hình ảnh là lửa tam muội, tức là nó giống như ngọn lửa, khi mà chúng ta có cái khả năng định, thì bao nhiêu những cái rắc rối nó đến nó bị chặn đứng hết, nó đốt cháy hết thì cái chữ tam mùi là như vậy thì chúng ta đã học rồi chúng ta đã học rồi ờ, cái Đà La Ni á nó có bốn cái yếu tố nó có bốn yếu tố nó có bốn cái khía cạnh mà chúng ta đã học khía cạnh thứ nhất là khía cạnh thứ nhất là uh, văn Đà La Ni tức là nghe nhớ giữ lấy không có quên ví dụ thầy nói là À, thở vào biết thở vào thì quý vị nghe cái câu đó và quý vị nhiếp tâm theo cái câu đó gọi là văn đà la ni ha. thứ nhất là văn đà la ni văn đà la ni ha. tức là nghe cái câu đó mình nhiếp tâm giữ lấy không có quên nhờ đó nó xuân sản xuất ra một cái loại định tức là định trên cái cái câu nói đó và dĩ nhiên là khi mà chúng ta có cái định rồi ấy, thì chúng ta sẽ nhìn mọi thứ trong gian này với con mắt vô cùng là trầm tĩnh và trừ cái từ cái sự trầm tĩnh đó, mọi hành động tâm ý lời nói của mình nó đều đặt trên cái sự tuệ cái cái cái, 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 cái bình tĩnh này ấy. thì mình sẽ quyết định những cái hành động nó không có mang cái tính gây ra cái tổn hại thì cái đó gọi là tuệ giác rất là linh động do vậy cho nên từng cái câu của mình ấy, đều là những câu Đà Lạt Ni cả những câu nói của mình thí dụ như mình nói là à, à, đây là tịnh độ tịnh độ là đây thì mình nhắm mắt mình nhiếp tâm vào cái câu đó không có để cho cái tâm mình nó nhảy ra ngoài nó gọi là văn đà la ni ha thứ hai là danh tự danh tự nhập đà la ni danh tự nhập đà la ni đà la ni có nghĩa là chúng ta chúng ta uh, nghe một cái từ rồi chúng ta chúng ta thể nhận vào cái 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 tự tánh của cái từ đó ví dụ như chúng ta thực tập ta nói rằng là vô thường chúng ta nghe cái từ đó ta đi vào cái thể tánh của cái 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 tính chất vô thường ha gọi là nhập văn nhập đà lại là, là danh tự đà lại đi ta là lấy một cái, cái ta nghe một cái danh từ đó ta nắm cái danh từ đó chúng ta đi vào cái nghĩa cái cốt lõi của nó thứ ba thứ ba là cái gì là phân biệt đà la phân biệt tri đà la ni phân biệt phân biệt đà la ni có nghĩa là sao có nghĩa là do vì chúng ta có cái định chúng ta vô cùng là linh động do vậy cho nên cái tâm của mình nó tự nó biết được cái gì thiện cái gì ác có như vậy thì chúng ta không có có thể chẳng đứng nó được ngăn ngừa ra những cái tội ác trong cái tâm thức của mình xuất hiện đó là cái yếu tố thứ ba yếu tố thứ tư là cái gì? nhập âm đà la ni yếu tố thứ tư là nhập âm đà la ni ha nhập âm đà la ni nhập âm có nghĩa là dùng âm thanh để chúng ta đi vào giống như chúng ta tụng kinh tụng bằng cái âm thanh và cái âm thanh nó nó, nó giúp mình nhiếp tâm trở lại giống như chúng ta tụng án mani bát mê hôn và cái đầu chúng ta nó chỉ nghe cái cái, cái 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 nghe cái âm thanh đó thôi và chúng ta nhiếp tâm lại trên cái âm thanh đó chứ cho ta không được tưởng tượng nghe thí dụ chúng ta tụng chú đại bi Hoặc là tụng tụng cái bài trì chú diệt tội thì có nghĩa là lúc đó cái âm thanh nó vang lên là chúng ta chỉ dừng lại trên âm thanh thôi nghe chứ ta ta không được tưởng tượng nếu mà chúng ta tưởng tượng thì nó rơi vào cái tưởng rồi nó không có định à, vì phải, phải phân biệt ra rõ khi mà chúng ta tụng thí dụ như ăn bắt hôm ai thì chúng ta chỉ nghe cái âm thanh và chúng ta trụ tên từng âm thanh tức là từng cái waveform của nó từ cái từ từng cái 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 sóng âm của cái âm thanh đó dừng lại chỗ đó thôi không có đi tưởng tượng tại vì cái não của mình nó hay tưởng tượng lắm cho nên mà nghe cái gì cái đâu mình tưởng ra, tưởng ra tưởng ra tưởng ra tưởng ra cái đi vào loạn tưởng là không có đúng nha do vậy đây là bốn cái yếu tố để thực tập đà la ni bốn cái cái phạm trù trong cái đà la ni và có như là đà la ni chúng ta nó có bốn loại hết giờ rồi chưa đi vào các thiền sư khác hết giờ rồi bốn loại thầy đi nhanh ha thứ nhất là pháp đà la ni Pháp có nghĩa là sao? Chúng ta duy trì những cái chánh pháp của Đức Thế Tôn. Pháp đà la ni. Và chúng ta đừng có để cho mình uh, 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 mọi cái hành xử tư duy và hành động của chúng ta không có ngoài chánh pháp. Tức là chánh niệm đó nói một cách khác. Nó có gì đặc biệt cả. Thứ nhất là pháp đà la ni, thứ hai là nghĩa đà la ni. Nghĩa đà la ni có nghĩa là sao? Chúng ta thẩm thấu, thẩm thấu vào cái nghĩa của từng cái 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 lời Đức Thế Tôn nói. Ví dụ ngài nói vô thường, thì mình phải thẩm thấu vào cái nghĩa của nó, thấy cái sự vô thường thật sự nó đang diễn ra ngay trên hơi thở, ngay trên đời sống của mình. Rồi tự nhiên cái mình không có tán loạn, mình để cái tâm của mình dự thấy rõ, nhận biết rõ cái sự thay đổi của nó, nó không được lãng quên. Để chúng ta nhiếp tâm định, tại vì tất cả những pháp Đà La Ni đó Mục đích duy nhất là cái gì? Làm ra một cái năng lượng gọi là định tâm. Chứ không phải chúng ta tụng chú để cho nó có cái huyền thoại, huyền bí gì xảy ra. Mà do cái định tâm cho nên chúng ta mới phát sinh tuệ giác trong các hành động tư duy của mình. Cho nên chúng ta đừng nhầm lẫn rằng Đà La Ni là nó hiện ra những cái phép màu không phải phép màu là do trí tuệ của mình Mà làm ra Mà trí tuệ dựa vào đâu? Dựa vào thiền định của mình Mà thiền định dựa vào đâu? Dựa vào khả năng, chánh niệm Năng lực tỉnh thức của mình Nó rất là rõ ràng ha Quý vị đừng nhầm lẫn nha Và cái sự thành tựu trong cuộc đời này Nó vẫn dựa trên cái nền tảng của nhân quả cho nên chúng ta nghĩ rằng chúng ta tụng chú diệt tội rồi người kia hết bệnh là do vì nhiều yếu tố khác nhau lắm trong đó nó có cái luật nhân quả và cái phước đức cốt của người kia là nền tảng vân vân đó là một ví dụ nhỏ thứ thứ, thứ ba là cái gì chú Đà La Ni chú Đà La Ni tức là chúng ta có những câu thần chú những câu thần chú là những câu vô cùng là là bí hiểm mà không cần phải hiểu nghĩa lý gì hết chú Đà La Ni và dĩ nhiên là cái công công dụng của chú là, là Đà La Ni là gì là nó phải có cái tính cách uh, uh, nó có cái tính cách về uh, uh, giải trừ cái tình trạng vượt thoát cái tình trạng ví dụ chúng ta đang loạn ta đang vô cùng nóng bức chúng ta tụng chú đại bi thì đại bi đại bi là cái gì là tình thương lớn thì khi mà trong cái quá trình chúng ta tụng đại bi thì tự nhiên cái lòng chúng ta nó lắng dịu xuống và chúng ta đọc vào thiền sử, chúng ta có một ông thiền sư chuẩn bị tự tử nhưng mà do vì được đồng đạo Chắc nhỏ giữ lại Cho nên là được tụng cái chú đại bi Thì khi mà tụng giúp trong một thời gian Thì nó bao nhiêu là căng thẳng Nó lắng chịu xuống và từ trong cái lắng chịu đó Mà Ngài giải phóng cuộc đời của Ngài ra Chứ không phải làm thiền sư Đâu phải là cái gì là là, là, là là dễ dàng đâu Đâu phải là thầy tôi là thiền sư lớn Với tôi cũng là thiền sư Đâu phải vậy Công phu dữ dàng lắm Nha yeah hành trì dễ gớm lắm không phải là thầy tôi là đức thích ca mà tôi ngon lành các anh cả chớ cả sự đẹp không có phải như vậy cho nên cái câu thần chú thần chú là cái câu nói có thể giúp người kia tháo gỡ thì nó mới có tính cách thần chú thần kỳ cho nên những câu nói bình thường của mình có khi nó cũng là một câu thần chú nhiều khi mình bế tắc vô cùng mình nói trời ơi lúc này sao mà khó khăn quá làm ăn không có được Tự nhiên có một người bạn mình trao cho một câu thần chú Anh cần tiền không? Thưa đại chúng cái niềm vui Và và, và con tim nó vui trở lại <laughs> Thưa đại chúng có những câu nói đó là ghi ví dụ ví von Nhưng mà đại khái là những câu nói có thể mang lại niềm tin và sức sống của người ta Thì đó là câu thần chú cho nên cái chủ mà mà chú thương thư người ta cầu rủa người ta chết nó có nghe là tại sao lại Tại vì mình mình dùng mình chiêu cảm những cái vùng năng lượng xấu rồi mình hướng tới người kia. Tại người kia có ảnh hưởng. Do vậy cho nên khi mà chúng ta tu tập pháp lành do vì chúng ta có định tâm, chúng ta biết được phân biệt cái nào tốt, cái nào xấu. Cho nên chúng ta mới dùng cái năng lượng lành để chúng ta tự độ và chúng ta tự cứu mình và cứu người kia. Đừng bao giờ trách móc là độ ta không độ nàng. Vô cùng là gì tào lao. Cho nên cái bài cái 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 thần chú đại bi ấy, nó đều có cái năng lượng cái năng lực có cái công năng là giải trừ những cái cái bế tắc đó là cái công dụng chú đại đi. của cái thằng chú đà cái đà la thứ tư đó là cái chi là nhẫn đà la nhẫn đà la ni đó là cái thằng chú thứ, tư. cái cái loại đà la ni thứ tư nhẫn có nghĩa là sao chữ nhẫn nhẫn có nghĩa là uh, embrace ôm ấp chấp nhận dung chứa tolerance uh, uh, uh chứa đựng gọi là nhẫn có nghĩa là mình 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 ôm được người ta vào lòng của mình chấp nhận người ta vào lòng của mình thì gọi là nhận. còn khi mà chúng ta không chấp nhận được những cái mặt nó là không ăn được thà chết còn hơn không thể nào mà chấp nhận cái mặt nó được cho nên là ta cầu nguyện thì ta cầu nguyện chứ không phải trừ thằng đó ra <laughs> ta ghét quá mà cái con người gây mình biết bao nhiêu niềm đau nỗi khổ cớ gì phải cầu cho nó bình an có phải không có nghĩa là chúng ta chưa có cái tâm nhẫn nhẫn có nghĩa là ôm ấp ừ. dĩ nhiên con người ta sinh ra là nó có là gọi là, nó gọi là nó cái total package nó có một cái nó có một cái premium package tức là có một cái gói trong đó nó nó nó, nó có cả cái tiêu cực và tích cực, nhưng mà chúng ta chỉ thích cái tích cực thôi, tiêu cực không ưa, thì có nghĩa là chúng ta chưa có cái nhẫn, cho nên nhẫn ba la nhục, mà nhẫn nhục ba la mật cũng là như vậy, nghĩa là như vậy, có nghĩa là sự, sự ôm ấp tất cả mọi thứ trên trần gian này để mình thấy cái thật tướng của nó, để thấy cái thật tướng của mọi thứ trên trên trần đời này, cái thật tướng của nó là gì? là không, là vô thường là vô ngã tức là là duyên biểu là mọi thứ nó nương vào duyên mà biểu hiện đó là thật tướng của các pháp quý vị cái theo kịp hả thì đây thì đây là cái phương pháp tu tập và giảng dạy của ngài vạn hạnh quý vị phải nắm ha và chúng ta thấy rằng là đây là một trong những cái phương pháp mà được đặt trên cái nền tảng của kinh đại thừa phương quảng tổng trì mà chính thiền sư Tỳ Ni Đa Lô Chi trao lại cho các thầy ở Việt Nam Thầy bây giờ từ thế kỷ thứ thứ mấy quên rồi thôi chuyện của thầy thầy nhớ thôi ai mà nhớ cho thầy phải không tới thì cái thứ sáu không sao hết thành thử cho nên quý vị thấy à, cho dù là đi vào đời hành đạo nhưng mà nếu mà chúng ta không có một cái năng lực định tĩnh đàng hoàng Thì cuộc đời nó đẩy mình đi ngay Sau khi mà đưa vua lên lên ngôi mà Mình có công lớn đấy chứ Vua chỉ cần cho mình một thỏi vàng là Ôi trời ơi Biết vui sướng biết chừng nào Vua nói thôi vô đây Vô đây Lấy ít tiền về xây cái chùa bự bự Cái chùa này rách nát quá Là bao nhiêu danh lợi Mở to con mắt ra liền Có phải không nhưng mà đối với các thiền sư này cái chuyện đó là vô cùng là mong manh ta đưa nhà ngươi lên được là ta đâu phải là chuyện vừa mà nghe như vậy mình tưởng nào ghê gớm đó không phải là tại vì các ngài đi hai tay không ta đến trần gian này một mình và ta ra đi một mình có ai mà chết chung với mình đâu có vợ chồng ông táo thì có phải không chịu tích ông táo <laughs> đốt đông rơm rồi nó nhào vô chẳng qua là nó luyến tiếc nó nhào vô thôi sắp có ông táo đưa về trời rồi phải không rất là vui thì đây là cái tiêu đây là những cái bài học mà thiền sư tỳ ni đã lưu chi thực tập đây là cái nội dung tư tưởng của các ngài và tư tưởng này nó được ứng dụng trong cái phương pháp hành động của ngài chứ không phải là tu tụng đà la ni rồi chúng ta bay bổng bay lên trời cho nên là càng tu càng đi vào sâu vào định đi sâu vào thiền quán thì cái sự cái sự uh, uh, dấn thân vào đời nó vô cùng làm là rộng càng đi sâu thì càng càng mở rộng đó là quý vị phải để ý các vị mà càng tu sâu thì các cái cái công tác hành đạo của các ngài vô cùng rộng còn nếu mà chúng ta muốn làm rộng mà không có chiều sâu á là phải nhờ Facebook phải không phải nhờ youtube phải có pr giỏi câu view câu like giỏi phải có cái chiêu trò làm làm cái video hấp dẫn để người ta người ta mới mới ưa chứ phải không vâng vâng cho nên quý vị hãy để ý trong cái dòng sử của mình quý vị thấy các vị thầy mà họ có cái tầm sâu của họ là họ không có ngán gì trần gian này và cái cái mức độ ảnh hưởng của ngài các ngài rộng lắm ngài ứng xử với thời đại thì quý vị không phải là thầy là đệ tử của ông cụ làng mai là mình khen thầy trò khen nhau <laughs> cho nó mũi chơi nhưng mà thực chất ngài có cái tầm sâu coi vậy cho nên cái mức độ ảnh hưởng rộng của ngài nó, nó nó, vững chắc vô cùng núi nó cao bao nhiêu thì vượt sâu nó bấy nhiêu tại cái chân của nó xè xuống chứ còn cái núi nó cao như thế này mà cái chân của nó nó mong manh như là cái chân hạt thì thôi đổ nợ rồi như là cái con cò thì thôi xong làm sao mà gánh nổi phải không Do vậy Trịnh Công Sơn viết cái bài gì Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu Núi nó cao bao nhiêu thì vực nó phải sâu bấy nhiêu Chứ chắc là như vậy Còn mà không có vững thì đừng có hồng Mà làm đạo Do vậy cho nên đây là những cái tâm huyết Mà một vị xuất gia lỗi lạc thời đại Ở thế kỷ thứ 11, đầu thế kỷ thứ 11 Truyền lại cho con cháu chúng ta Nhưng do, do vị chúng ta bận rộn làm ăn chúng ta nghĩ rằng ôi mấy cái ông già đời xưa biết cái chi ta bây giờ ta làm đô la cho thời đó mà dùng cái đồng tiền có lỗ tính làm gì bây giờ nó nó làm tiền bằng giấy theo danh theo loại hiện đại cho chúng ta không có tìm về cội nguồn thì chúng ta không có thể nào mà thưởng thưởng làm được hết những cái chất liệu của ông bà tổ tiên của mình thầy tính bữa nay dạy ba bốn ông thiền sư mà một ông này đã hết giờ rồi vì vậy cho nên tóm lại <laughs> tóm lại tóm lại là cái chi <laughs> tóm lại đối với ngài cái thiền phái này thầy nói một ngày một mình ngài vận hành thôi ha tóm lại thầy bôi hết cái khúc này những cái bài học gì chúng ta rút ra điều thứ nhất mình phải thuận duyên ha? phương pháp gọi là thuận duyên thuận duyên hoặc là tùy duyên ha đây là những cái đặc sản của các thầy tức là những cái tông chỉ của ngài dạy chúng ta Chúng ta phải chấp nhận và phải nhìn thẳng vào thực tại của cuộc đời. Nhậm vận thịnh suy có nghĩa là vậy đó. Chúng ta phải hãy nắm lấy những cái gì chúng ta đang có để chúng ta tạo hạnh phúc, tạo ra cái nền tảng vững chắc của mình. Là tại sao vậy? Tại sao chúng ta đi được, chúng ta thuận duyên được, chúng ta tùy duyên được? Tức là thuận theo đó, theo cái duyên được. Là tại sao đi? Là tại vì chúng ta thấy được cái mối duyên liên hệ của nó những cái bây giờ nó có liên hệ tới những cái ngày mai và ở những cái đề đời, đời trước do vậy cho nên chúng ta có cái niềm tin rằng là gì mọi thứ trên thứ thế gian này nó đều có cái mối liên hệ chặt chẽ lẫn nhau do vậy chúng ta có cái một cái cái niềm tin vô cùng là vững chắc là gì chúng ta sống ngay bây giờ cũng chính là là sự tu tập của chúng ta ngay bây giờ cũng chính là sự tu tập của ông bà tổ tiên của mình thôi do vậy cho nên cái việc thuận duyên thấy được cái cái, cái cái cốt loại thấy được cái chất đó nó gọi là cái gì là bản môn thấy cái bản môn tức là bản chất cái bản chất sống dựa là cái bản chất để cư xử dựa vào cái bản chất để mình chấp nhận cái thế giới biểu hiện tức là thế giới hiện tượng nó được làm bằng thế giới bản chất này chúng ta phải thấy Thí dụ như chúng ta thấy được đây là tịnh độ Tịnh độ là đây không phải là cái chuyện đơn giản mà chúng ta thấy Mà chúng ta phải sống với nó Sống với cái cái cái, cái sự quyết tâm đó Là tại sao vậy? Tại là tại vì chúng ta nếm được cái bản chất của thực tại Đó là cái điều thứ hai chúng ta phải thấy ha Thuận duyên được là do vì chúng ta sống với cái thế cái bản chất chúng ta thấy cái chuyện mà thay đổi của của, của thế giới là chúng ta đảo lộn thì chúng ta đang sống vào thế giới biểu tượng hiện tượng thôi ta thấy nó lên nó ra rồi nó nó chìm mất nó sinh ra rồi nó chết đi thì có nghĩa là chúng ta chỉ sống vào thế giới biểu hiện sinh và biểu hiện diệt thôi quý vị các theo kịp không Hả? điều thứ ba để làm cho cái việc này bản chất là bản chất chi thì chúng ta phải hiểu là cái điện, bản chất vô thường nè vô ngã nè vân vân đó là những cái bản chất của pháp của, của các pháp của mọi hiện tượng trên trần gian này phải nắm lấy mà đi vào đời cho nên có cái câu gọi là trong đạo gọi là bình thường bình thường tâm bình thường tâm tức là cái tâm bình thường đó, cái tâm lúc bình thoảng lúc cuộc đời sống nó đang diễn ra đó là đạo Hả? bình thường tâm thì đạo nghe quen không? Tức là cái cái tâm bình thường chúng ta đang có đó nó chính là con đường nó chính là con đường giải thoát cho nên là chúng ta à, chúng ta à, cái cơ hội nó nằm ngay trong cái nguy cơ tức là cái cái cách giải quyết nó nằm ngay trong cái đống hỗn lộn này nè thí dụ chúng ta bây giờ chui vô một cái nhà kho cây cỏ nó cây cối gỗ là mọc tùm lum tà la hết nó khúc gỗ này khúc này đầu kia tùm lum hết đồ nghề đầy hết trong kho nhưng mà mình, mình muốn đóng một cái bàn là, là mình phải chui vô cái kho đó Mở ra dụng cụ nào xài được Gỗ nào xài được Mặt bàn gỗ nào xài là chân Gỗ nào xài Xài cho cái, cái 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 đóng hai bên hông gỗ nào cái nào là bào được cái nào là đinh cái nào là gỗ là chúng ta phải biết cách phân loại chúng ta lấy ra từ xài cho nên không phải là chúng ta à, muốn có cái bàn rồi thôi chạy ra chợ mua cho rồi thì đó là không phải không phải cái, cái kiểu cho nên chúng ta thấy là gì hãy nhìn vào cái bình thường tức là cái điều kiện hiện tại Thịnh suy này nè vô thường vô ngã này nè để chúng ta chọn chọn cho mình một con đường bền bỉ và đi theo con đường đó đó là cái tiêu chí đây là cái tư tưởng nhập thế đây thưa đại chúng engage buddhism có nghĩa là đem đạo vào đời nhưng mà không bao giờ đánh mất cái bản chất của đạo đó là cái tư cách của các vị thiền sư khi mà họ họ nói rằng là họ đi vào đạo họ đi vào đời còn chúng ta lan sang lan sang cũng nói đi vào đạo đi vào mất luôn thế gian này nó mạnh ghê gớm lắm đại chúng tưởng nó dễ hả là đi vào nó nướng thành tro đừng có tưởng tượng là mình ngon mình mình xông pha trận mạc Xông pha trận mạc do vậy cho nên điều thứ tư là chúng ta quay về nương tựa tức là chúng ta thực tập nương tựa ta nương tựa vào đâu thì ở đây ở đây thiền phái uh, ngày tì ni uh, tài ngày 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 vạn hạnh có thiền phái tì ni đa lưu chi đó cho chúng ta biết hãy nương tựa vào nơi đâu về cái bản chất không của các pháp bản chất không có nghĩa là bản chất duyên biểu của các pháp cái duyên biểu này là cái chữ sunyata đó tức là không của các pháp pháp có nghĩa là mọi hiện tượng đó. đó. là cái lời khuyên của của bài học mà chúng ta rút ra từ thiền phái này và để làm những công việc này là đại chúng đừng có quên cái cơ bản là thiền tập thiền định ha điều thứ điều thứ năm là cái gì để làm những công việc này á chúng ta phải đặt trên cái gọi là samadhi samadhi tức là thiền định chỉ có thiền định mới thực hiện được những cái chuyện này thành công. Còn không là chúng ta dùng cái trí tuệ, cái cái đầu óc suy diễn của mình á là nó không đi vào đâu hết. Nó chỉ là những cái cái diễn những cái 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 suy diễn trong cái đầu của mình thôi. Đó là cái 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 trọng tâm cái trọng yếu nhất của một đời tu. Có nghĩa rằng là có dù anh đi vào đời anh nương vào uh, cái bản chất duyên sinh của các pháp để anh sống anh thấy được cái bản chất vô thường vô ngã của các pháp để anh sống một cách mênh mông mở rộng cuộc đời của anh nhưng mà phải có cái chánh niệm mới được phải có cái khả năng vô cùng là định tĩnh sáng suốt thì nó nó nương vào họ uh, đối với ngài vạn hạnh thì ngài sử dụng cái pháp gọi là tam ma địa tổng trì tam ma địa tức là vừa thiền tọa, vừa tụng kinh, vừa làm tất cả mọi thứ dùng cái phương pháp đà la ni để nhiếp tâm. Có sự nhiếp tâm thì mình có cái sự định tĩnh mà có định tĩnh thì mình biết mình nên làm cái gì cho nên đúng chánh pháp. Đó là cái lời cuối cùng. Thành ra cho nên chúng ta học được đọc vào cái tiểu sử của ngài vận hành một một đoạn vài đoạn thì chúng ta học được cái tông chỉ của ngài. Mà chúng ta là con cháu thì chúng ta ứng xử và ứng dụng uh, những cái pháp của ngài vào đời của mình đó mới là sự tiếp nối. Còn ngoài ra chúng ta uh, có thể đi tiếp cận ngài uh, vận hành rất là nhiều cái nguồn sử liệu khác nhau. Uh, những cái cuốn giống như chúng uh, chúng ta biết rằng là việc điện uh, u linh tạch hoặc là những đó là những cái truyền thuyết những câu chuyện dân gian truyền 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 lại thì nó có những cái chất liệu, sử liệu trong đó. Hoặc là chúng ta đọc vào cái tác phẩm uh, uh, Lĩnh Nam chết quái. Lĩnh Nam chết quái thì cũng có những cái yếu tố trong lịch sử trong đó. Tuy nhiên là nó không có nhiều. Đó là những cái tác phẩm ngoại sử gọi là giả sử. Rồi chúng ta cũng có thể những cái những cái những cái những cái, những cái những cái sản phẩm, những cái tác phẩm như là của Lê Vi Đôn, Ngô Sĩ Liên, à, Lê Văn Hưu, đó là những cái những người viết sử, những cái hệ thống chính sử, thì chúng ta thấy những cái thông tin rất là nhiều về các vị thiền sư. À, Có Nhiên đó là vấn đề lịch sử. Ở đây chúng ta à, nghiên cứu về cái pháp môn tu tập của các ngài về lịch sử tư tưởng, để chúng ta thấy được rằng là tới sự vận động à, đóng góp vào dân tộc, cho đất nước Đại Việt hưng thịnh. Là nhờ vào những cái yếu tố này Cái nền tảng Đó là cái công việc của người xưa Còn bây giờ chúng ta có thực tập được hay không Đó là cái công phu và nỗ lực Và cái sự khát khao của mình Đối với quê hương và đất nước Cảm ơn đại chúng đã cố gắng Theo thầy tới cái đoạn này Chúng ta dừng lại ở đây Hẹn đại chúng đợt sau tưởng đâu uh, mình có cái dịp để mà đi vào cái uh, các vị thiền sư khác nhưng mà thôi. Cho đại chúng nghỉ ăn Tết chứ. Học chi học hung vậy. Ừ. Phải không? Tết này uh, chúng ta sẽ có cái chương trình gọi là đón dâu thừa đón ông bà tổ tiên. Ừ. Thành thử cho nên uh, À, làm thế nào để chúng ta có thể cấm rễ với cái nguồn cội của mình Để mời ông bà về ăn tết với mình Coi thử một năm qua mình làm ăn ra làm sao Chứ mình mời ông bà về mà cái mặt mình nhăn riết Lo gói bánh tét, bánh chưng, cái Mặt mình nhăn ra như vậy thì làm sao ông bà nào mà dám ăn Có phải không? Đầu năm thì chúng ta mời ông bà về Mà cái mặt mình cứ lo hết tiền Rồi cứ lo dịch Covid miết rồi Thế này thì làm sao mà có cái chuyện bình an Thành ra cho nên làm sao mà cái đêm giao thừa mà mình có thể ngồi thở cho nó tĩnh tĩnh lặng. Mình mời ông bà tổ tiên có về với mình và mình phải thành thật là mình tu chưa giỏi, mình cũng nói hết cho ông bà tổ tiên của mình biết. Và đồng thời thì mình cũng thưa ông bà tổ tiên là chúng ta đang có những cái bế tắc. Thật ra cũng nhờ cái năng lực của ông bà tổ tiên của mình ngay trong cái trái tim của mình để hỗ trợ cho mình cầu nguyện cho thế giới và tất cả mọi nơi được đi qua những cái tai nạn hiện tại nhân loại đang phải đối đầu đó là cái việc mà chúng ta có thể phát tâm à, khởi cái niệm ngay bây giờ cho tới cái lúc mà giao thừa để cho cái việc giao thừa của mình năm nay nó có ý nghĩa hơn chứ còn rồi để chúng ta cứ thả tâm mình lu bu thầy rò thức sáng đêm để làm cái chuyện gắn những cái cây mai giả thì nó, nó, nó lãng phí lắm. Tôi mời đại chúng thở hả? Thở. Thở cho nó bình an. Nói hồi đụng chạm người ta quấn chết. <laughs> nó trở về với hơi thở. Thở vào biết mình đang thở vào. Thở ra biết đang thở ra. Rồi, cảm ơn đại chúng. Chúc đại chúng bên miền Đông ngủ ngon. Chúc đại chúng khắp nơi có một ngày an bình mà đại chúng mình thư giãn và tiếp tục những công việc mình cần trong cuối tuần ha. Thầy xin tắt máy ở đây đại chúng có bên Facebook quý vị có thể để lại những thông tin gì đó cho thầy. Thì có cái độ tương tác với nhau Mình thảo luận với nhau Thầy xin uh, Cảm ơn đại chúng Và thầy xin tắt ở đây Đại chúng có câu hỏi chứ không Thôi thầy ơi Tắt giùm con đi phải không Câu hỏi Dạ <laughs> yeah, ok